Ngày 12 Grab ANN tức là sinh những cái đồ thị thực tế. Ý tưởng của thằng Grab ANN này tức là sinh các đồ thị thông qua việc lần lượt bổ sung các cạnh, các đỉnh. Ta có đồ thị G như thế này mà bốn. Nó sinh kiểu gì? Một này, một sinh hai, hai sinh một sinh ba, hai ba sinh như này. Thế ở đây cái mô hình đồ thị là tương tự đúng không? Đồ thị G với các đỉnh có thứ tự phi có thể được ánh xạ độc lập thành một chuỗi các đỉnh và các cạnh bổ sung vào trong cái S phi. Ta có quỹ là gì? Đồ thị G với cái nốt theo thứ tự phi thì sẽ là ánh xạ song song ánh đến cả thằng cái chuỗi S phi này. Ta có này, đây là S1, đây là S phi 2, S phi 3, S phi 4, S phi 5. Cứ bổ sung một thôi. Đấy là ta có cái mô hình đồ thị như là các cái chuỗi, như là các chuỗi thôi. Thì chữ ấy, đây này, 1, 2, 3, 4, cái câu nó sẽ liên quan một chút đến gọi là mẫu tự nhiên, như học là mới thế. Cái chuỗi S phi có hai cấp độ. S là chuỗi của các chuỗi. Cái đỉnh cấp độ đỉnh thêm đỉnh một cái một lần. Cấp độ cạnh thêm các cạnh giữa các đỉnh đã tồn tại. Ta có S1, S phi 2, S phi 3 thêm một cạnh thêm đỉnh. Đúng không? Thì cái chuỗi này rồi mỗi cái cấp độ có cấp độ đỉnh thì cái bước này là mỗi bước là một mỗi cấp độ đỉnh là một chuỗi các cấp độ cạnh. Cấp độ cạnh thì mỗi bước thì thêm một cạnh. Cái gì? Thêm một đỉnh, lại bổ sung thêm một lô cạnh. Ở bước cạnh thì ta chỉ có thêm một cạnh thôi. Đấy này. Cái S4 này, S41 thì là chưa kết nối 41. Bước 2 là kết nối 42, kết 43. Đây là cái này không có nối. 4 là hoàn không có nối gì. Đầu tiên là không kết nối, chỉ có 3 này thôi. Sau đó đến bước tiếp theo là không kết nối 42. Sau đó kết nối 43 là 0011. Tóm tắt là gì? Một cái đồ thị cộng với một cái đỉnh có thứ tự thì bằng một chuỗi đỉnh bổ sung một cái đỉnh ra một đồ thị này, bổ sung thêm một đỉnh theo thứ tự ở đó thì bằng một chuỗi các chuỗi hành động. Cái chuỗi đây tức là cộng đỉnh mà một ví dụ thêm một chuỗi nhá, với đỉnh đó lại thêm việc bổ sung cạnh cái đỉnh đó thì thành một chuỗi bên trong. Cái thứ tự đỉnh là được lựa chọn ngẫu nhiên. Ta có đồ thị như thế này. Bộ các thứ tự tương đương với một cái ma trận kè như thế này và cái đỉnh sẽ đi tăng theo chiều ngang còn đằng cạnh theo chiều dọc. Chúng ta có phép giải toán sinh đồ thị biến đổi tức là biến đổi đồ thị sinh ấy, thành một chuỗi các bước sinh. Đầu tiên ta có hai tiến trình. Thứ nhất là sinh ra trạng thái của một đỉnh mới tức là mức độ cấp độ đỉnh. Bước thứ hai là sinh ra cạnh cho một đây các cạnh trong một cái đỉnh mới dựa trên cái trạng thái hiện tại đấy của cái đỉnh đó. Nếu gọi đó là S level scale là chuỗi cấp độ đỉnh cấp độ cạnh. Tiếp cái cách cận vấn đề chúng ta sử dụng cái mạng neuron hồi quy recurrent network neuron network cái ANN để mô hình hóa cái quá trình này. Nói thêm một chút về cái recurrent neural network thì cái ANN này ạ được thiết kế cho với dữ liệu tuần tự. ANN thì tuần tự lấy các đầu vào để cập nhật cái trạng thái nội tại bên trong của nó. Trạng thái ở bên trong thì tính tổng tất cả các thông tin đầu vào được trỏ tới ANN. Cái quy trình này sẽ được xử lý qua các
INCell cho cái đơn vị tính toán INN. Đầu vào này trạng thái ẩn này S0 này. S1 qua thằng cell này là Y1 và cập nhật trạng thái S1. Thế là X2 nữa gọi là Y2 và là X2. Là Y2 cập nhật trạng thái nữa. Thế là concurrent đấy. Hồi quy. Rồi đảo chiều. Thế cái nội dung bên trong của IN là gì? ST là trạng thái IN ở sát bước T. XT là đầu vào IN tại bước T. IT là đầu ra IN tại bước T. Cái cell, cái đơn vị tính toán của IN thường có V kép U của V và những thông số huấn luyện được. Thì trong cái cell đó, trong cái hộp này, sẽ cập nhật cái trạng thái ẩn của nó ST bằng sigma của bên ngoài với V kép bên đây. Đây. Đầu ra có như thế này. Thế còn cái IN ở cỡ đồ thị là tổng hòa của hai cấp độ đỉnh và cấp độ cạnh thì là một cái gọi là cái cấp độ đỉnh là một cái và bao gồm cấp độ đỉnh và cấp độ cạnh. Cái quan hệ giữa hai cái IN đó ấy là như sau. Là cái nốt level tức là cái mô hình cấp độ đỉnh ấy thì sinh ra trạng thái cơ bản đầu tiên cho các mô hình trạng thái của cạnh. Mô hình trạng cạnh lần lượt dự báo nếu cái đỉnh mới được đặt vào có thể kết nối tới mỗi đỉnh nào, cái đỉnh nào trong cái điều kiện có hay không. Đấy là dự báo của thằng cạnh. Ta có cái này. Cái vừa này. Cái đỉnh này thì sinh cái trạng thái đầu tiên của cạnh. Các cái một cái mạng neuron xoay chiều của cái cạnh ạ thì sẽ lần lượt dự báo nếu cái đỉnh mới thì có thể kết nối đỉnh mới đó, cái có đỉnh mới là cái hiện theo mới có thể kết nối được cái đỉnh cũ hay không. Bổ sung ấy. Đây quan tâm là sinh này SOS này S2 phi 1 này 01 này 100 thế này 010 không hiểu lắm. Có LS này, SOS đã bắt đầu vector vào phần 0 này. Khi tính nào sinh ta đầu tiên đặt thằng này, sinh là chuỗi như này. Đầu vào của thằng này là đầu ra của thằng trước. Sau đó ta tiến hành lập cái chuỗi là circuit token SOS. Ở đây SOS là một cái vector tức là 0 hoặc 1. Sau đó ta sẽ khi ta dừng lại, khi kết thúc cái chuỗi thôi, chuỗi LS ta dừng. Ta có F bằng 0 thì tiếp tục sinh, F bằng 1 thì dừng sinh. RN là sinh thằng này, này. Sinh tiếp thằng này, bổ sung thằng Y vào đây. Bổ đây đầu vào này vào đây. Kiểu vậy. Ta có xem xét cái trường hợp cấp độ cạnh thì sao? Tiêu chúng ta là mô hình cái tích của các mô hình tích các xác suất mô hình này. Với IT bằng như này. Thì chúng ta sẽ tạo được một cái mẫu x1 IT cộng 1 bằng với IT. Thì mỗi INN thì sẽ ra một cái xác suất trên một cạnh. Chúng ta lấy mẫu của phân phối và bỏ qua cạnh đó trong phần kế tiếp, bổ sung cái mẫu vào phần kế tiếp quá hợp sau. Đó ngồi đó nhỉ, tao nghĩ đã.